Nghệ sĩ hài Hồng Tơ được thả tự do sau một tháng bị tạm giam ở Chí Hòa. Sau một tháng bị tạm giam, trên trang cá nhân, danh hài Hồng Tơ đăng tải dòng trạng thái cho biết anh được trả tự do và cũng đã biết lỗi của mình. Nghệ sĩ hài Hồng Tơ tổ chức ăn chay mừng lễ Phật đản sau khi được thả tự do. Anh còn bộc bạch đã biết sợ khi mắc phải sai lầm lần này. Ngày 7 tháng 5, Cao Văn Tơ, 56 tuổi, nghệ danh Hồng Tơ, đã bị công an thành phố Hồ Chí Minh bắt vì tội đánh bạc cùng những người nước ngoài. Câu chuyện của nam nghệ sĩ khiến xôn xao cả dư luận, bạn bè, đồng nghiệp. Sau gần một tháng bị tạm giam ở Chí Hòa, nghệ sĩ hài Hồng Tơ đã được thả ra cuối tuần qua. Mới đây, thông qua những hình ảnh chia sẻ trên trang cá nhân, tinh thần của anh đã tốt lên rất nhiều. Nam danh hài thoải mái trò chuyện cùng bạn bè, cũng như tổ chức hoạt động mừng đại lễ Phật đản tại quán cà phê của mình. Bên cạnh đó là dòng trạng thái trích dẫn một câu châm ngôn trên trang cá nhân của Hồng Tơ. Tôi không sợ bị ai đó đâm lén từ phía sau, tôi chỉ sợ khi quay lại nhìn người đã đâm mình, thì đó lại chính là người mà tôi đã dành cả trái tim để đối đãi. Và chia sẻ đầu tiên, sau khi được thả ra có thể phần nào suy đoán có thể Hồng Tơ bị ai đó chơi xấu sau lưng. Sau khi được thả về nhà, nghệ sĩ Hồng Tơ đã bình tâm suy nghĩ về hành vi của mình. Anh đã gặp bạn bè đồng nghiệp thoải mái trò chuyện trong suốt buổi hoạt động mừng đại lễ Phật đản tại quán cà phê của mình. Sau khi thoát khỏi trại giam, danh hài Hồng Tơ cũng chưa có bất kỳ câu trả lời nào xoay quanh sự việc ồn ào của mình. Nhưng scandal này sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến tên tuổi và các hoạt động nghệ thuật của anh trong thời gian tới. Nghệ sĩ Hồng Tơ đã từng mắc sai lầm trước đó, nhưng anh không sửa đổi được bản thân mình mới để ra chuyện thế này. Công chúng hy vọng rằng từ lần bị tạm giam này, Hồng Tơ sẽ thức tỉnh và thật sự biết sợ và không còn đi vào con đường cờ bạc nữa, để tránh những điều đáng tiếc xảy ra.